cô gái xinh đẹp hãy bước lên phía chúng tôi. Bạn hãy đứng đó và xin mời bạn quay mặt hãy vào. Hướng mắt vào màn hình. Và bây giờ phần tỏ tình bắt đầu. Hello, anh là Mai Xuân Thứ. Và ngày hôm nay anh rất là vui khi được đến với chương trình Khúc Hát Xe Duyên để mà có cơ hội tỏ tình với em. Đối với anh thì yêu là một cảm xúc rất là đẹp, rất là thiêng liêng. Nó có thể thay đổi được hết tất cả mọi thứ. Nó có thể biến người xấu thành người tốt. Nó có thể khiến những người nhàm chán nhất cũng trở nên yêu đời, lạc quan hơn. Và những ngày gần đây thì anh suy nghĩ về em rất là nhiều. Anh tưởng tượng em là một người con gái xinh xắn nè, có một nụ cười tỏa nắng và đặc biệt là giọng hát rất là hay. Nhưng dù cho em có như thế nào chăng nữa thì cuộc sống của anh sẽ trở nên thú vị hơn khi có được em. Và hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3 thì anh xin chúc em có một ngày rất là hạnh phúc nè, vui vẻ. Và anh tin chắc rằng ngày hôm nay sẽ là ngày 8 tháng 3 đáng nhớ nhất của em. Hãy nhìn sang phải. Quay người lại phía sau em ơi. Anh xin chào em. Anh biết rằng đôi khi chúng ta sẽ bị mất phương hướng trong việc đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng mà em hãy nhớ rằng anh sẽ luôn là người đến từ phía sau và mang hạnh phúc đến cho em. Trên con đường dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong, nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xôn xao. Ngày hôm em quán vắng không vang tiếng đàn, ngày hôm em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em nơi chốn nào, anh mênh mang nỗi nhớ khôn nguôi. Lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa chan, gió phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Vì khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời. Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Yeah.
anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời. Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Đây là món quà anh dành tặng cho em. Anh cứ nghĩ đây là một bó hoa đẹp nhất mà anh đã từng thấy, nhưng mà nó vẫn không thể sánh bằng một cây hoa đang đứng trước mặt anh. Em có biết hoa hồng tượng trưng cho điều gì hay không? Hoa hồng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lúc nào nó cũng đẹp, tượng trưng cho tình yêu lúc nào cũng rực rỡ, đẹp đẽ. Nhưng mà mỗi cây hoa hồng đều có chi chít những cây gai, và những cái gai đó sẽ tượng trưng cho những khó khăn, thử thách mà anh và em sẽ phải vượt qua trong thời gian sau này. Nhưng mà em đừng lo. Và anh sẽ hứa mãi yêu mình em, dù cho bão tố phong ba thì anh vẫn sẽ ở bên. Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta giữ chặt mãi đôi bàn tay. Vẫn còn đây, chẳng vụt bay, phút giây tuyệt vời bên nhau. Và anh sẽ hứa yêu em dài lâu, vì em là cả thế gian mà anh chọn đời ấp ôm. Cha đi đa, cha đi đa đi đa, anh đã quên lời rồi. Nắm chặt tay, mắt nhìn nhau, em ơi, làm người yêu anh nhé. Rất là lãng mạn luôn. Quá hay, quá tuyệt vời. Anh thích những cái câu mà từ trước đến giờ anh nghĩ bó hoa này là bó hoa đẹp nhất, nhưng mà không ngờ không ai có thể đẹp bằng hoa hậu hài Thu Trang được. Cái gì vậy Quy? Đâu chị, em thấy anh Luật hôm nay là anh Luật rất là tiến bộ. Đâu, anh Luật... chị hỏi em là chị làm bộ thôi chứ chị thích mà, em mắc cười quá Quy. Không cảm đi, cái nón nó bó cái não quá trời. Thôi không được, không nghĩ được nhiều em à.